Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Để tiếp tục công việc giới thiệu về các căn nhà riêng Hà Nội đang được chào bán mới nhất tháng 3 năm 2022, thì ngày hôm nay em Phương xin giới thiệu với quý anh chị một căn nhà nằm tại đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Căn nhà riêng Hà Nội này thì được có diện tích là 30m² và được xây dựng 5 tầng anh chị nhé. Giá đang được chào bán chỉ có 2,98 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết về căn nhà riêng Hà Nội này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà riêng Hà Nội nằm tại phố Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm mà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay. Căn nhà riêng này thì có diện tích là 30m², được xây dựng 5 tầng với hướng chính nam, với mặt tiền là 5m anh chị nhé. Đấy, thiết kế thì tầng 1 là phòng bếp, phòng khách, tầng 2, tầng 3, tầng 4, mỗi tầng một phòng ngủ, khu vực tầng 5 là phòng thờ, sân phơi. Đấy, và đường trước nhà đây anh chị, đường ngõ cũng tương đối thoáng. Từ ngoài trục mặt đường chính vào đây nhà đến nhà của chúng ta thì cũng khoảng 300-400m đây anh chị. Và căn nhà này thì ngoài những lợi thế mặt tiền rộng thì có một nhược điểm đây, đó là đường đông phía trước nhà. Với mức giá thì chưa đến 3 tỷ, em sẽ zoom rộng lên một chút cho những anh chị nào đang có nhu cầu mua những căn nhà giá rẻ quanh khu vực Bắc Từ Liêm, khu vực Phú Diễn thì hãy nghiên cứu những căn nhà như này nhé. Với nhiều người thì lỗi đường đông khá nặng, tuy nhiên thì với nhiều anh chị thì lại không quan trọng lắm. Càng đằng trước thì không có nhà nào thì càng thoáng. Cái này thì sẽ do quan điểm của mỗi người, nhưng mà đa số mọi người thì cũng hay tránh hay kiêng. Chỗ này thì có vết tường đây, chắc là sửa điện thôi. Đấy. Nhà vệ sinh, mỗi tầng một phòng thì nhà vệ sinh sẽ tương đối rộng. Wow, thật sự là làm cái ban công kia ra quá là lãng phí, méo hết cả phòng ra, không giải quyết gì. Nếu mà anh chị sử dụng hoặc là những anh chị nào đã ở rồi thì mới biết là cũng chỉ cần làm ban công trang trí ở phía ngoài thôi, chứ nào làm cái ban công này ra thì sau thực sự là cũng rất là bẩn, cũng như không sử dụng đến, rất lãng phí. Em Phương đi quay rất là nhiều nhà và cũng đã hỏi tham khảo ý kiến rất là nhiều người, 10 người thì 9 người không thích cái phần ban công kiểu đó nữa. Đây thì không ốp chân tường này, mặt kia sẽ rất là bẩn. Các phòng trên này thì cũng tương tự như bên dưới thôi. Đấy. Được cái căn nhà của chúng ta thì tuy là nhiều ngoặt vào nhưng mà ngõ cũng tương đối là rộng rãi, thông thoáng. Khu vực Phú Diễn này thì quỹ đất vẫn còn nhiều. Đấy, trong tầm tiền này thì cũng sẽ có nhiều sự lựa chọn anh chị nhé. Khu mới cũng đang phát triển. Với 3 phòng ngủ. Đây là khu vực tầng 5, phòng thờ, sân phơi. Phòng thờ, sân phơi phía ngoài. Đây một loạt nhà trọ chung cư mini phía trước nhà chúng ta đây. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình một căn nhà riêng ưng ý. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào những video của các căn nhà riêng tiếp theo anh chị nhé.